Trong khi mọi người đều đang yêu đời thì người đàn ông này lại tìm đủ mọi cách để kết thúc cuộc sống của mình. Lúc thì dùng dây thừng nhưng mua phải hàng Trung Quốc nên đứt giữa chừng, khi thì nối đường ống xả vào trong xe để khí thải khiến bản thân bị ngạt chết. Sắp về chầu ông bà đến nơi rồi thì có người đập cửa khiến ông phải chạy ra mở, tính nhảy xuống đường tàu cao tốc cho có cảm giác mạnh, ai ngờ người khác lại nhảy xuống trước. Chẳng lẽ người đàn ông này là một kẻ thất bại như vậy sao? Hay ông ấy là một người quá tốt khiến thần chết xúc động không muốn gọi tên? Otto là một ông già cực kỳ khó tính và hay nóng giận giống y chang lão xếp mồm lông của tôi. Với tất cả mọi người, ông thường cọc cằn nghiêm khắc. Hàng xóm xung quanh chẳng ai sống được gần ông quá 2 phút. Nhiều năm về trước, ông có một gia đình hạnh phúc với cô vợ xinh đẹp. Hai người cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ trong tình yêu. Nhưng không được lâu thì vợ ông mắc căn bệnh lạ và qua đời. Kể từ đó, Otto buồn bã sống khép lại và trở thành con người như hôm nay. Ngày nọ, ông tìm đến siêu thị để mua một đoạn dây thừng. Người nhân viên thấy ông tự cắt dây liền chạy tới nói rằng cái này thường là tôi làm giúp khách hàng. Ông nhìn anh ta với vẻ mặt khó chịu rồi bảo thằng danh con này mày chê tao già rồi có phải không, biến ngay cho nước nó trong. Tới lúc tính tiền, anh nhân viên tính cho ông tròn 3 mét dây đúng theo quy định. Nhưng Otto không đồng ý vì ông chỉ mua 2,5 mét dây. Sau một hồi tranh cãi nảy lửa, cuối cùng quản lý cũng phải chịu thua. Sáng hôm sau, khi vừa bước ra khỏi cửa, ông thấy có nhiều tờ báo vứt trên sân nhà mình. Nhặt lên ngửi thử thì ối rồi ôi, cái quần què gì thế này. Thế là ông gom hết lại rồi ném vào thùng rác. Chiếc xe đạp của ai đó để sai vị trí cũng không được yên với ông. Nếu lần sau mà bỏ bậy bạ trên đường thì vào bãi rác mà tìm nhé. Otto đúng là người sống cực kỳ nguyên tắc. Trong một dãy phố mà mọi người đều thân thiện, họ chào hỏi nhau vui vẻ nhưng với ông lại vô cùng phiền toái. Cô gái đang dẫn chó đi dạo liền bị ông chửi sấp mặt lợn. Lần sau mà còn để cờ hó thả bom trước nhà ông thì xác định thành cầy tơ 7 món nhé. Rồi cái thằng đang tập thể dục kia, lần sau đừng có mà ưỡn củ khoai trước mặt người khác, không là tao bẻ cổ con chim sơn ca của mày đó. Có lẽ chỉ có chú mèo hoang này là không xa lánh Otto. Tuy nhiên ông vẫn xua đuổi nó rồi lái xe đến nơi mình làm việc. Tới nơi, nam chính phát hiện mọi người ở đây đang mở tiệc rất nồng nhiệt. Hỏi ra mới biết hôm nay lão giám đốc chính thức cho ông nghỉ việc. Otto nói rằng nếu không có ông chỉ bảo từng ly từng tí thì mọi người sẽ chẳng phát triển được. Nhưng tất cả đều cảm thấy khó chịu khi có một người đồng nghiệp hay xăm soi hở chút là chửi như chó. Biết họ không còn cần đến mình nữa nên ông đành rời đi trong sự tuyệt vọng và tức giận, trở về nhà. Sẵn đang khó ở trong người, ông liền mắng ngay người giao hàng, chỗ này không phải là nơi đậu xe của cô, nhưng tôi chỉ giao một gói đồ rồi đi luôn mà thôi. Cái biển báo nó không có nói là cô muốn dừng ở đâu giao đồ cũng được, lần sau mà còn vậy nữa thì đừng hỏi tại sao xe lại mất 4 cái bánh. Vào trong nhà, Otto không ngừng dọn dẹp rồi diện bộ vest bóng bẩy lên người. Ông lấy một đồng xu sau đó muốn kết thúc cuộc đời mình, nam chính còn không quên lót những tờ báo dưới sàn nhà cho đỡ chảy xước. Đúng lúc đang chuẩn bị đăng xuất khỏi trái đất thì phát hiện gia đình người hàng xóm mới chuyển tới lái xe làm hỏng vỉa hè. Ông quên luôn việc mình đang làm mà chạy ra ngoài nhắc nhở, các người đang định phá hỏng cảnh quan nơi này đấy hả? Bọn tôi chỉ mới dọn về đây nhưng lùi xe mãi không được. Thế thì biến ra khỏi xe để ông đây thể hiện cho mà xem. Otto vừa bước vào trong thì gặp ngay hai đứa trẻ. Thấy chúng rất lễ phép chào hỏi nên ông thôi không cáu giận nữa mà trực tiếp khởi động xe. Chỉ cần một lần lái thôi là ông có thể đưa xe vào đúng vị trí mong muốn. Hai vợ chồng ngỏ lời cảm ơn nhưng ông lại trưng ra vẻ mặt bất cần rồi đi một mạch vào trong nhà. Đang ngồi suy nghĩ về cuộc đời chán như con rán của mình thì bỗng có tiếng gõ cửa truyền đến. Thì ra cặp vợ chồng kia mang tới một ít đồ ăn thay cho lời cảm ơn. Họ là một gia đình vô tư và luôn lạc quan vui vẻ. Dù Otto có cáu hay như thế nào đi nữa thì họ vẫn cứ cười tươi như hoa. Có vẻ như ông không thích điều đó nhưng họ lại rất thích ông. Cô vợ giới thiệu mình tên là Marison và chồng của cô là Tommy. Ông lúc nào cũng không thân thiện như thế à? Tôi không có. Thấy vậy hai vợ chồng không ngừng chọc ông. Sao tự nhiên lòi ra cái gia đình nhiều chuyện quá vậy? Muốn tự tử cũng không được yên với chúng nó nữa. Mặc dù Otto cảm thấy rất phiền toái nhưng thật sự đã lâu rồi ông chưa có cảm giác được ai đó quan tâm. Ông vào nhà và ăn thử hộp thức ăn xem thế nào. Ừ, khá ngon đấy. Thôi thì làm ma no vẫn tốt hơn ma đói nên ăn hết cũng không sao. Xử lý xong hộp đồ ăn, ông tiếp tục việc còn đang dang dở. Trong lúc tưởng chừng như sắp được đoàn tụ cùng với người vợ ở thế giới bên kia thì sợi dây lại đứt khiến ông ngã sấp mặt lờ. Má phải mang sợi dây đi kiện đám siêu thị bán hàng đều mới được. Tình cờ lúc này ông thấy tờ báo quảng cáo giảm giá 2 bó hoa với giá 8 đô. Không hy sinh được thì mua ít hoa tặng vợ cho rồi. Thế là ông nhanh chóng mua 2 bó hoa đến trước mộ vợ và ngồi tâm sự về những loài chim biển. Thế giới này không còn em thì đời anh chẳng ý nghĩa gì, cho nên ông không ngừng than vãn về cuộc đời mình. Trở về nhà, Otto trầm ngâm nhớ lại chuyện quá khứ. Ngày đầu tiên mà ông gặp vợ đó là trong một ga tàu lửa. Ông đã bỏ lỡ việc khám quân sự để nhặt cuốn sách mà cô làm rơi rồi mang đến cho cô. Nhìn đối phương quá đỗi xinh đẹp, Otto chỉ biết đứng hình không thốt lên lời.
Cũng may cô phát hiện ra cuốn sách trên tay anh chứ không là báo cảnh sát có thằng biến thái định giở trò sàm sỡ rồi. Sonia cảm ơn Otto và kêu anh ngồi bên cạnh mình. Dù vậy anh chàng vẫn không thể nói được câu nào ra hồn vì đã bị vẻ đẹp ấy đánh gục. Lát sau người quản lý tàu đến kiểm tra vé, lúc này anh mới biết rằng mình đã lên nhầm tàu. Không còn cách nào khác, Otto phải mua lại vé, nhưng anh chỉ mang trong người đúng một đô, tán gái mà kiểu này thì chết con mẹ nó rồi. Thấy vậy Sonia tinh tế liền lấy tiền ra đưa cho anh, khi trả xong thì còn thừa một đồng xu, cô nói anh hãy giữ lấy nó vì đó là đồng xu may mắn. Và đây cũng là đồng xu mà ông luôn mang theo mình đến tận bây giờ, cảm xúc đang dâng trào thì hai người hàng xóm lại đến gõ cửa nhà ông. Thì ra cửa sổ nhà họ bị hỏng nên muốn mượn thang để sửa, Otto vẫn thể hiện thái độ cáu gắt ra mặt nhưng chân thì đi tới nhà kho lấy thang cho hàng xóm mượn. Đúng lúc này bà thím da đen Anita cũng ngỏ lời nhờ nam chính sửa hộ lò sưởi, có mỗi mấy việc còn con đó cũng nhờ vả. Nói xong ông đi lấy thang cho Tommy thì phát hiện con mèo đen hôm trước đang trốn dưới gầm xe. Sao mày tối ngày ám tao giết vậy, có biến ngay đi không thì bảo. Ai ngờ con mùm lèo không đi mà bám lên ống quần Otto mãi chẳng buông. Phải đến khi dọa hái rau má về xào lăn thì nó mới hất cái đít bỏ đi. Tôi sẽ ám cho ông làm gì cũng đều thất bại. Sáng hôm sau nam chính lấy một đoạn ống nước rồi nối với đường dẫn khí thải của ô tô. Sau đó đưa đầu còn lại vào trong xe để mình có thể chết một cách từ từ. Trong cơn mê man, ô tô tiếp tục nhớ về người vợ đã khuất. Lúc ấy cả hai đã trở thành một cặp và hẹn nhau ăn tối tại một nhà hàng sang trọng. Có điều khi người phục vụ mang đồ ăn ra thì chỉ mỗi Sonia là có phần. Hóa ra vì là con nhà đỗ nghèo khỉ nên Otto đã ăn ở nhà trước rồi. Anh muốn cho cô những gì tốt nhất nên mới làm như vậy. Sonia không những hiểu mà còn cảm thông cho anh người yêu nhút nhát. Cứ thế cả hai yêu nhau đến khi anh tốt nghiệp bằng cử nhân khoa kỹ thuật máy móc. Cầm tấm bằng trên tay Otto chốt đơn hỏi cưới Sonia ngay luôn và lập tức. Và cô đã đồng ý cho thân gửi phận cho anh. Trở về hiện thực, người đàn ông khó ưa đang đắm chìm trong ký ức tươi đẹp thì bị cô hàng xóm nhiều chuyện đập cửa gọi. Mà chết cũng không được với tụi nó. Thì ra Tommy đã bị ngã trọng thương trong lúc sửa cửa sổ nên Marisol mới đến đây nhờ ông giúp chở đi bệnh viện. Cô bao nhiêu tuổi rồi sao không tự lái xe mà đi, tôi không biết đường và cũng không có bằng lái xe. Vậy thì đi học lấy bằng lái đi chứ. Lúc này Marisol tức giận nói đợi đến khi tôi có bằng lái thì chồng tôi xuống lỗ luôn quá. Chẳng lẽ chúng ta đứng đây tranh cãi và để anh ấy chết cóng ngoài kia à? Otto giật mình nhận ra ông quên mất vụ đó nên nhanh chóng lái xe chở bọn họ đến bệnh viện. Tới nơi ông già phải đóng vai bảo mẫu ngồi trông coi hai đứa trẻ, chúng bắt ông đọc truyện tranh. Còn phải giả giọng sao cho đúng với mẩu chuyện đó nữa, hai đứa vui vẻ nói ước gì ông là ông của bọn cháu. Câu nói này đã khiến cho Otto cảm thấy hạnh phúc sau một quãng thời gian dài cô đơn. Bất ngờ có một chú hề đi tới nói muốn diễn ảo thuật cho hai đứa nhỏ xem, ông hãy cho tôi mượn một đồng xu, được nhưng nhớ trả lại đấy. Diễn xong chú hề liền đánh cháo đồng xu của ông rồi tính chim én đi, Otto phát hiện ra điều này nên yêu cầu phải trả lại. Chú hề chối rằng mình không có làm như vậy, chẳng cần nhiều lời ông liền đi đường quyền thẳng vào ảnh đại diện của đối phương. Bố láo bố toét định ăn cắp của ông mày à, khi ra xe Marisol lần đầu tiên nhìn thấy Otto cười hớn hở vì đã xé được áo của tên hề. Cô nói rằng ông có nụ cười giống hệt bố của mình, về đến nhà cô hàng xóm nhiều chuyện phát hiện ra chú mèo đang nằm bất động dưới nền tuyết trắng xóa. Marisol cùng với anh hàng xóm mồm lông giống lão xếp tôi liền bế chú mèo lên rồi tiến thẳng vào nhà Otto để sưởi ấm cho nó. Tuy nhiên nam chính không đồng ý nên buộc hai người phải mang nó đi, sau đó ông lên xe và đi thẳng đến ga tàu, một lần nữa ông nghĩ đến vợ mình và muốn tìm đến cái chết. Đang chuẩn bị sẵn sàng thì bất ngờ có một người đàn ông ngã xuống, đến tự tử thôi mà cũng có người muốn tranh giành. Thấy không có ai cứu giúp mà chỉ chăm chăm cầm điện thoại ra livestream, Otto đành phải nhảy xuống đường ray để đưa ông ta lên, sau đó ông ở lại để đón chờ được đoàn tụ cùng vợ. Đúng lúc đó có một anh da đen tốt bụng đã đưa tay ra kéo ông lên thoát chết trong gang tấc. Đúng là ý trời chưa muốn người đàn ông cô đơn này hy sinh mà. Về đến nhà thì Marisol tìm tới ngỏ ý nhờ ông dạy tôi lái xe. Ông không nói gì và rời đi. Lúc này anh hàng xóm mồm lông bế con mèo tìm đến vì anh ta bị dị ứng với mèo nên không thể nuôi nó được. Còn Marisol đang mang thai và nhà có trẻ nhỏ thì lại càng không. Thế là Otto đành phải nhận nuôi con mồm lèo này. Ông kêu nó nhảy vào trong hộp để xem có chịu nghe lời không. Là do ông cầu xin thì tôi mới vào đó nha. Tôi đến chú mèo hoang được nước lấn tới không chịu ngủ dưới đất mà trèo lên giường ngủ cho sang chảnh. Từ đây Otto có người bạn thật sự đó chính là chú mèo. Trái tim ông cũng ấm áp hơn xưa, sẵn sàng trò chuyện và cảm thông cho người lạ hơn. Thấy Marisol được người ta dạy lái xe nhưng lại đi ngược đường, ông liền chạy qua nói sẽ giúp cô gái học lái. Chứ để như vừa rồi thì sớm muộn cũng báo gia đình mình, không thì báo gia đình nhà người khác. Ban đầu Marisol chỉ muốn lái xe số tự động nhưng ông bảo rằng muốn trở thành một tay lái tốt thì phải đi xe số sàn. Ban đầu cô lái xe có hơi cà giật và còn cãi tay đôi với thầy.
Thế nhưng sau khi chứng kiến cảnh ô tô kéo tên thanh niên kia xuống xe dọa sẽ xiên chết cụ hắn nếu còn bóp còi inh ỏi nữa, Marisol lúc này mới biết sợ là gì và ngoan ngoãn lái theo chỉ dẫn của ông. Chẳng mấy chốc cô đã có thể lái một cách thuần thục và còn lùi xe một phát ăn ngay, cả hai sau đó vào trong một tiệm bánh ngọt để nghỉ ngơi. Tại đây ông kể cho cô hàng xóm nhiều chuyện nghe về cuộc đời của mình. Cô hỏi ô tô đã từng bao giờ nghĩ đến chuyện có con chưa thì ông liền trầm tư một lúc rồi nói đến giờ rồi về thôi. Trở về nhà, ô tô được một nữ nhà báo tìm đến. Hóa ra việc ông cứu người ở tàu điện ngầm đã được hơn 1 triệu người biết tới. Nữ nhà báo muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn nên đã đưa thông tin của mình cho ông. Đúng lúc đó Marisol sang nhờ ông trông con giúp vì cô sẽ đi đón Tommy. Ô tô giống như một người ông thực thụ ngồi trông cháu và đọc chuyện cho đám trẻ nghe. Đây là cảm giác hạnh phúc mà nam chính chưa bao giờ được trải qua trong đời. Sáng hôm sau Marisol nói với ô tô rằng gia đình cô vẫn luôn coi ông là người thân trong nhà. Chúng tôi sẽ giúp đỡ ông khi cần thiết và tôi cũng sẽ xem ông là bố mình. Thế nhưng ô tô lại tức giận bảo ông không cần. Đừng bao giờ làm chuyện ngu ngốc ấy nữa. Tôi không muốn có người thân khác ngoài vợ tôi và sau này cũng vậy. Nói xong ông liền bỏ vào nhà rồi đóng cửa lại mặc cho Marisol đập cửa gọi. Hôm sau ông tìm qua nhà bà cô da đen Anita vì công ty bất động sản đang âm mưu cấu kết với chính quyền muốn phá bỏ khu dân cư này. Sau đó xây dựng lên một trung tâm thương mại sầm uất để trục lợi, cho nên ông muốn lấy hồ sơ của những người trong xóm để mang chuyện bất bình này lên truyền thông. Khi Otto sang mượn điện thoại của Marisol để liên hệ với nữ nhà báo, cô rất tức giận và từ chối thẳng thừng. Tôi sẽ không cho ông mượn vì vậy hãy về mà dùng điện thoại của mình đi. Cô trách móc ông tại sao ông lại đóng cửa cả ngày hôm qua. Có đập cửa gọi cũng không phản ứng gì. Ông có biết là chúng tôi đã lo lắng cho ông như thế nào không? Giờ thì ông hãy đi đi. Marisol vừa nói vừa khóc. Tôi thành thật xin lỗi. Bọn bất động sản đang muốn đuổi tất cả chúng ta khỏi khu dân cư này nên tôi cần điện thoại. Cô hàng xóm cũng là người hiểu chuyện nên đã cho ông vào. Lúc này ông mới kể cho Marisol nghe về người vợ đã khuất của mình. Năm đó vợ ông đã mang thai được 6 tháng. Vì muốn đưa vợ đi du lịch trước khi em bé chào đời nên cả hai đã bắt xe qua Mexico chơi, nhưng rồi tai nạn thảm khốc đã xảy ra khi chiếc xe khách bị mất phanh lật ngã giữa đường. Cú va chạm mạnh đã cướp đi người vợ và đứa con chưa chào đời của ông mãi mãi, sống trong sự cô đơn và dằn vặt quả là một màn tra tấn tâm lý cực kỳ khủng khiếp. Chính vì vậy ông đã nhiều lần tìm đến cái chết để có thể được đoàn tụ cùng vợ con nhưng đều thất bại, có lẽ cô ấy muốn ông tiếp tục sống và chiến đấu cho chính nghĩa. Sau đó, ô tô đã gọi điện cho nữ nhà báo cùng với người bên công ty bất động sản đến. Mọi hành động khiêu khích đòi phá khu dân cư của bên bất động sản đã được nữ nhà báo ghi lại và đưa lên mạng xã hội. Thôi ăn lồng rồi. Ô tô đứng ở một góc mừng thầm vì đã giúp ích được cho hàng xóm. Nhưng trên đường trở về nhà ông lại đột nhiên ngã quỵ xuống đất. Rất may Marisol đã có mặt kịp thời đưa ông đến bệnh viện chăm sóc. Bác sĩ nói ông bị giãn cơ tim nên tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng. Nghe xong Marisol bật cười nói ông khó chết lắm đó ông biết không? Mà hãy mau đứng dậy khỏi giường bệnh đưa tôi đi đẻ nhanh lên, nó sắp nhảy ra ngoài rồi đây này. Kể từ đó ông già khó tính đã có được hạnh phúc gia đình thật sự, ông không còn ngoan cố mà chấp nhận với cuộc sống hiện tại. Cảm nhận sự quan tâm của mọi người xung quanh, ô tô trở thành ông nội chăm sóc lũ trẻ hay phá phách. Đúng là chỉ cần một cử chỉ nhỏ quan tâm đến người khác, cũng sẽ biến những người đang đau khổ tột cùng lấy lại được cảm xúc đã mất. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.